Xin chào anh em Sun Virtu đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu giá các dòng điện thoại đang có trên mặt bàn của em cho anh em được biết nhé. Trên tay em đang cầm đây là chiếc điện thoại Virtu em mua ở trên Shopee. Chiếc điện thoại này vỏ bằng nhựa, tháo nắp ra được. Căn phím bên sườn này không bấm được, khay sim giả. Bằng nhựa hết anh em ạ. Đấy. Cái vòng bán nguyệt này không mở được, nó là nhựa giả thôi. Bật nguồn thì trên này không phải nút bật nguồn mà nút bật nguồn giả. Bật nguồn thì con này bật nguồn đây. Đấy. Giao diện của nó là như thế này. Trông rất là xấu, rất là lởm anh em ạ. Cái này là đồ chơi thôi. Giá 700k. Mua trên Shopee, bên em không bán loại này ạ. Tiếp theo đây là dòng điện thoại Virtu hàng Hồng Kông. Phách 1. Trông hình thức và kiểu dáng thì y hệt như Virtu chính hãng, không khác gì cả. Nhưng mà phần mềm và ruột thì lại không giống điện thoại Virtu chính hãng. Còn chiếc điện thoại này bên ngoài thị trường đang bán giá khoảng từ 4 triệu cho đến 10 triệu tùy từng mẫu mã. Khi mà bật nguồn lên thì nó sẽ có dòng chữ như này. Còn đây là chiếc điện thoại Virtu chính hãng độ vỏ. Chiếc điện thoại này thì sử dụng ruột Virtu chính hãng zin nguyên bản. Vỏ thì là vỏ của Hồng Kông độ lại. Vì thế nên là check mã email hoặc là check các thông số, các thông tin thì đều là điện thoại Virtu chính hãng hết. Một số chất liệu, ví dụ chất liệu da này là cùng với cả chất liệu da của điện thoại Virtu chính hãng này. Kiểu dáng mẫu mã này cũng y hệt như Virtu chính hãng hết. Đấy, khi mà bật nguồn hai chiếc điện thoại này lên thì chúng ta sẽ thấy điểm khác biệt. Cái máy Virtu Fetch này, khi mà bật nguồn lên ấy, thì nó sẽ có dòng chữ là boot up with our sim. Đấy, trong khi đó là máy chính hãng của nó thì nó sẽ phải có dòng chữ là start up phone with our sim card. Đấy là máy chính hãng. Đấy, khi mà vào bên trong phần mềm thì khởi động hai cái thì rất là giống nhau. Đấy, tuy nhiên là đối với con dòng máy fake này thì anh em không lắp sim, nó vẫn có cột sóng bình thường. Trong khi đó là máy chính hãng thì không lắp sim thì nó sẽ không có cột sóng. Máy chính hãng bấm nút bên sườn thì nó sẽ ra dòng chữ là concierge như này. Ấn nút âm lượng thì nó sẽ ra là âm lượng là từ 1 đến 10. Trong khi đó máy hàng fake thì anh em ấn nút bên sườn thì nó ra chữ assistant. Và ấn nút âm lượng này nó sẽ ra từ 1 đến 7 chứ không phải 1 đến 10. Đấy là điểm mà anh em có thể phân biệt được, phần mềm nó không hề giống. Ngay cả phông chữ ở đây nó cũng không hề giống luôn. Anh em nhìn phông chữ của hai máy nó cũng khác nhau. Chiếc điện thoại Virtu chính hãng độ vỏ bản Cloud de Paris như này thì bên em đang bán giá vào khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng một máy. Còn chiếc điện thoại chính hãng độ vỏ với bản Rose Gold Ceramic này cũng giá khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng một máy. Còn chiếc điện thoại này là điện thoại Virtu chính hãng zin nguyên bản thép, sau đó là cái phần thép thì được độ thành vàng khối. Toàn bộ vỏ chiếc điện thoại này thì được làm bằng vàng khối 18K. Ruột thì ruột chính hãng. Máy cũng là máy chính hãng thép độ lên thành vàng. So với cả máy vàng của hãng thì giá 600 triệu. Thì chiếc điện thoại Virtu chính hãng độ vỏ vàng khối này thì bên em đang bán giá thì rẻ hơn thị trường. Giá thị trường chiếc điện thoại Virtu chính hãng độ vỏ vàng khối này giá khoảng 230 triệu đồng. Thì bên em đang bán với giá rất là rẻ, rất là ưu đãi là 180 triệu đồng. Ngoài ra đi kèm cam kết là vàng 18K. Nếu không phải là vàng 18K thì hoàn tiền lại cho anh em và đồng thời đền thêm 100 triệu cho anh em cầm về. Anh em nào mà có nhu cầu chiếc điện thoại Virtu nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 096 509 6886 hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 096 509 6886. Anh em xem video mà thấy hay, hữu ích thì hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông ở bên cạnh để cho những video tiếp theo của em có thể hiển thị lên màn hình điện thoại của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.